Thấy bà thấy gì chưa? Tôi có nhẫn hột sòn rồi nè. Mấy lòng. Cái gì vậy? Lấy hột sòn không? Đâu? Ờ, dễ cưng quá vậy. Mãi chân. À quên quên, xin lỗi, để tôi thay cái đầm xinh xinh cái. Bây giờ tôi đã chính thức sở hữu chiếc nhẫn hộp sòn đắt nhất đảo Cây A rồi nha. Ai biểu ông mặt quá chị. Video đến đây là hết rồi á. Bye bye mọi người nha.